anh chỉ cần đầu tư vào khoảng 100 hoặc hơn 100 con thôi, trong khi đó nó khoảng 3-40 con đực, 7-80 con cái, thì là một năm anh cũng có khoảng là 120 triệu cho đến 150 triệu rồi. Dạ. Cái thứ nhất, chăn nuôi con tắc kè này, cái thời gian nó không mất nhiều. Cái thứ hai, và cái nguồn thức ăn của nó, chi phí không đáng mấy. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao trên cả nước. Và một trong số những cái giống vật nuôi đang được bà con mình đang quan tâm nhất hiện nay đó chính là mô hình chăn nuôi con tắc kè. Và vì sao cái con tắc kè này lại được bà con mình quan tâm nhiều như thế, thì hôm nay chúng tôi sẽ kết nối bà con gặp gỡ anh Toàn, là người với hơn 10 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển những cái dòng động vật hoang dã tại thủ đô Hà Nội. Thì hôm nay anh Toàn sẽ cùng với lại kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia để chia sẻ cho bà con biết về cái giá trị cũng như là hiệu quả kinh tế từ cái con tắc kè này mang lại ạ. Em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Anh Toàn ơi, anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là về cái địa chỉ trang trại mình để bà con có thể đến học hỏi cái kinh nghiệm chăn nuôi của anh không ạ? Tôi xin kính chào toàn thể quý bà con. Tôi là Toàn, chủ trang trại chăn nuôi con tắc kè, có địa chỉ tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Dạ. Anh Toàn ơi, như bản thân anh Toàn thì chăn nuôi cái con tắc kè này được lâu chưa ạ? Như bản thân anh chăn nuôi con tắc kè này thì nó đến giờ nó cũng đã vào 13 năm nay rồi em ạ. Dạ, có nghĩa là mình chăn nuôi rất là lâu rồi ạ. Đúng rồi dạ. Em ạ. Anh ơi, vậy thì như trước đây là anh làm cái công việc gì, hay là bản thân anh trước đây thì anh chăn nuôi cái con gì không? Bản thân anh trước đây thì anh làm là ngành nghề xây dựng, làm thợ xây. Dạ. Nên là cũng đi các tỉnh cũng rất là nhiều. Dạ. Và nhà ở nông thôn thì bố mẹ cũng làm đồng ruộng và chăn nuôi con lợn con gà. Anh Toàn ơi, về bản thân mình là xuất phát là từ gia đình nông dân đúng không ạ? Và đúng. Bản thân anh thì anh cũng làm lao động phổ thông. Vậy thì tại sao bố mẹ mình chăn nuôi con lợn con gà mà bản thân anh thì anh lại có một cái hướng đi rất là táo bạo, đấy là mình lại chăn nuôi một cái con vật nuôi đặc sản, đấy là cái con tắc kè này vậy? Mình cứ nghĩ là bố mẹ mình chăn nuôi cái con lợn con gà ở nhà ấy thì là nó gọi là dễ chăn nuôi và cảm thấy chăn nuôi như thế là nó an toàn rồi. Nhưng mà thực chất ra anh đi làm về, đến gọi là đi làm xa về thì hàng năm mình mới biết được là bố mẹ mình chăn nuôi con lợn con gà thì cũng nhìn thấy chăn nuôi thì cũng rất là vất vả, mà hơn nữa là cái hiệu quả nó đem lại thì cũng không đáng được là bao nhiêu, mà trong khi đó đấy là mình chưa nói về rủi ro về cái khâu dịch bệnh. Mà mỗi một lần anh về nghe thấy là làng bên xóm dưới là chăn nuôi lợn gà nó dịch bệnh, bố mẹ cũng rất là lo, mà trong khi đó là phải phòng đủ mọi thứ mà đấy là còn không chữa được, không cho người lạ ra vào rồi thăm nom rồi đủ mọi thứ, nhưng mà ngược lại cái hiệu quả kinh tế nó rất là thấp. Dạ. Trong khi có đợt chăn nuôi được thì là cái giá cái thị trường thì nó lại bấp bênh, mà trong khi đó là tiền thức ăn, chi phí thức ăn cho lợn gà cũng rất là tốn kém em ạ. Anh Toàn ơi, vậy thì như cái con động vật thông thường thì nó rất là rủi ro như thế, vì là thực tế thì bà con mình cũng biết rồi, thì không chỉ riêng bố mẹ anh chăn nuôi ít đúng không ạ? Thì rủi ro thì cái đồng tiền mà mình bỏ ra nếu mà gặp rủi ro thì nó mất rất là ít thôi, nhưng mà cũng có rất là nhiều bà con mà gần như là người ta dám chi lên đến cả tỷ đồng, và có những người, có những trang trại đầu tư cả đến chục tỷ đồng để đầu tư vào những cái trang trại chăn nuôi con lợn con gà, vì là cũng như anh nói là người ta cứ nghĩ là chăn nuôi những con vật đấy là an toàn vì là nó thiết thực đúng không ạ? Nhưng mà nó lại chính ra nó lại không an toàn vì nó có rất là nhiều rủi ro. Vậy thì bản thân anh chăn nuôi con tắc kè này 13 năm nay rồi, thì anh có trong quá trình anh chăn nuôi thì anh có cái rủi ro gì không ạ? Bản thân anh chăn nuôi con tắc kè này thì là về cái khâu rủi ro là dịch bệnh thì dường như là anh không gặp một trường hợp nào. Dạ. Đấy là trong cái chăn nuôi mà không bị dịch bệnh là mình đã thắng đến 95% rồi em ạ. Dạ. Có nghĩa là cái rủi ro, cái an toàn lớn nhất của cái con tắc kè này đấy là nó không gặp rủi ro về dịch bệnh đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì để mà gắn bó được đến nay là 13 năm từ một người đi làm mà gọi là công nhân xây dựng đúng không ạ? Thì khi mà chuyển sang chăn nuôi con tắc kè này thì anh thấy là cái hiệu quả kinh tế nó mang lại nó có đáp ứng được cái kỳ vọng của anh không ạ? Ngay cái bước đầu tiên anh chăn nuôi con tắc kè này thì anh cũng chỉ nghĩ là thôi thì mình chăn nuôi để làm sao mà gọi là cũng kiếm như là cái đồng lương mình đi lao động thôi, để cho gần nhà, gần gia đình, gần vợ, gần con. Nhưng mà anh chăn nuôi đến giờ thì phát triển đến giờ thì cảm thấy gọi là nó mãn nguyện với cái hướng mình đã chuyển đổi.
bỏ cái ngành nghề lao động đi để mình về chăn nuôi con này, thì thực sự cái con tắc kè này nó đem lại cái hiệu quả cũng khá là tốt. Anh có thể cụ thể hơn không? Ví dụ như thế là với cái mức mong muốn đúng không ạ? Kỳ vọng ban đầu của anh là khi anh chuyển sang chăn nuôi con tắc kè này thì với cái mong muốn là nó sẽ có được cái đồng lượng, chỉ cần là nó đáp ứng được cái đồng lương là đồng lương xây dựng của mình trước đây. Nhưng mà với cái đồng lương đấy thì mình sẽ không phải xa nhà giống như là mình đi làm xây dựng, và mình được ở gần gia đình hơn, gần vợ, gần con hơn, và cái công việc nó sẽ nhàn hạ hơn đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như là em không tính trước đây vì đồng tiền trước đây thì chắc chắn là nó có giá hơn đúng không ạ? Nếu mà như bây giờ thì ví dụ như là cái đồng lương đi xây của anh thì mà để mà chăn nuôi con tắc kè này thì mình sẽ cần phải đầu tư số vốn là bao nhiêu ạ? Như hiện tại anh mà đi làm xây dựng ấy, thì một tháng thì anh làm đều cũng chỉ được 15 triệu thôi. Đấy là mình phải làm đều thì mình mới được như thế nhá. Dạ. Còn đi làm xây dựng thì em biết rồi, em cũng biết đấy. Đó là nào là mưa này, nào là nắng này, nào là ốm đau, nào là ngày nghỉ lễ, nhà có công có việc thì dường như là cái thu nhập nó không ổn định đâu. Đấy là một người chịu khó thì cũng mới chỉ được 100 triệu hoặc hơn 100 triệu một tí, mà chưa kể là cái tiền chi phí sinh hoạt ở gia đình nhà mình. Đấy, còn là 100 triệu là mình kiếm, là mình chưa tính là mình chi tiêu đúng không ạ? Đúng rồi, còn dạ. Chưa kể chi tiêu em ạ. Dạ. Còn đối với nếu như mà bây giờ như hiện tại anh đầu tư vào chăn nuôi con tắc kè này, anh chỉ cần đầu tư vào khoảng 100 hoặc hơn 100 con thôi, trong khi đó nó khoảng 3-40 con đực, 7-80 con cái, thì là một năm anh cũng có khoảng là 120 triệu cho đến 150 triệu rồi. Dạ. Cái thứ nhất, chăn nuôi con tắc kè này, cái thời gian nó không mất nhiều. Cái thứ hai, và cái nguồn thức ăn của nó, chi phí không đáng mấy, nên là dường như là nó đem lại cái hiệu quả cho anh cũng khá là tốt. Mỗi một năm mà em cứ tính một con tắc kè sinh sản, một năm nó đẻ được 5 đến 6 lần. Mỗi một lần là cứ từ 3-4 năm quả trứng, mà mỗi một con tắc kè như thế là mình trừ hết rủi ro đi, một năm một con tắc kè sinh sản đạt tiêu chuẩn nó phải đem về cho mình dao động từ 10 cho đến 10 là 13 con trên một năm. Đấy là mình nuôi thương phẩm nhá. Dạ. Mình bán đi một con chỗ đấy là mình cứ tính là 10 đến 13 con là sẽ được một cân rồi. Một dạ. Cân như hiện tại anh đang bao tiêu giá nó từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 7. Mình dạ. Trừ chi phí thức ăn đi nó chỉ vào 200.000 thôi. Dạ. Thì là coi như một năm nó sẽ được khoảng là một con tắc kè sinh sản đạt tiêu chuẩn là một năm sẽ được khoảng 1,4 triệu cho đến 1,5 triệu một con rồi. Dạ. Đấy. Như vậy là nếu như đúng như anh Toàn chia sẻ thì nếu như mà mình làm công nhân xây dựng thì gần như là cái nó cũng bị phụ thuộc vào thời tiết, khi mà nắng mưa thì mình vẫn phải làm công trình và mình vẫn phải đứng ngoài trời nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái vất vả như thế nào thì chắc chắn là bà con mình cũng đã biết đến cái ngành nghề xây dựng này rồi. Còn như đối với con tắc kè này thì khi mà chăn nuôi nó thì cái trước mắt là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, và gần như là anh Toàn chia sẻ thì chăn nuôi nó rất là nhàn. Vậy thì không biết là hàng ngày thì khi mà mình chăn nuôi nó thì cái công việc của mình là gì ạ? Đối với chăn nuôi tắc kè này, công việc ví dụ như hàng ngày là sáng ra mình chỉ cần dậy mình dọn dẹp vệ sinh chuồng trại thôi. Dạ. Và buổi chiều tối đến là mình cho nó ăn một lần là xong. Dạ. Còn ví dụ như là mình mà chăn nuôi ở cái khu nào nó thoáng đãng thì mình kiếm được cái nguồn thức ăn tự nhiên thì mình chỉ cần lắp cái bóng điện ở bên trong chuồng này thì mình cũng kiếm được cái thức ăn tự nhiên cho nó rồi. Dạ. Đấy là cái thức ăn là mình là kiếm thêm thôi. Dạ. Còn là cái con tắc kè này là mỗi một 3 ngày hoặc là 4 ngày mình mới cho nó ăn một lần, đó là cho ăn những cái con dế. Dạ. Đấy là thức ăn chính của nó, đó là dạ. Con dế. Dạ. Anh Toàn ơi, vậy là chăn nuôi cái con tắc kè này nó rất là nhàn, mà anh chia sẻ là chỉ cần là chăn nuôi hơn 100 con thôi là mình đã có cái thu nhập khoảng rất là ổn định, mà cao hơn cả cái mức lương của một người công nhân xây dựng đúng không ạ? Vậy thì cái hiệu quả kinh tế từ một con tắc kè này nó mang lại là bao nhiêu vậy? Đối với như con tắc kè ở trang trại anh mà con tắc kè sinh sản đạt tiêu chuẩn ấy thì mỗi một năm nó sẽ đem lại được từ 1,4 triệu cho đến 1,5 triệu một năm. Đấy là anh đã trừ hết tiền chi phí thức ăn đi rồi. Dạ. Thực chất ra là như trang trại của anh ấy thì anh chăn nuôi rất nhiều loài động vật khác nhau. Dạ. Đấy nên là công nhân nhà anh chăn nuôi là anh phải đi thuê hoàn toàn. Còn nếu như bà con mà chăn nuôi với số lượng là một vài trăm con hay 300-400 con ấy thì mình chăn nuôi cái thời gian nó không mất nhiều. Mỗi một buổi chiều tối đến mình chỉ dành cho nó chỉ khoảng đâu đấy thì 5-10 phút thôi là mình cũng có thể chăn nuôi xong vài trăm con tắc kè rồi. Dạ. Vậy thì để mà có được cái mức thu nhập là khoảng 12 đến 15 triệu giống như một lao động phổ thông một tháng đi chẳng hạn, thì cái mức đầu tư mà bà con bỏ ra thì bà con mình sẽ đầu tư như thế nào thì cái hiệu quả kinh tế nó mới mang lại được như thế ạ? Còn đối với cái đầu tư với cái con tắc kè này ấy, thì là như ở trang trại anh đang xuất ra ngoài thị trường thì nó cũng
tùy từng loại giá em ạ. Dạ. Nó phụ thuộc theo vào từng độ tuổi của từng con giống. Dạ. Ví dụ như cái dòng mà 3 tháng tuổi thì trang trại anh đang xuất ra nó cứ giá nó khoảng 300-400 nghìn một đôi. Còn cái loại mà cao hơn một tí đó là loại thứ hai là 5 tháng tuổi thì khoảng 600. Còn cái loại thứ ba là 7-8 tháng tuổi là hậu bị mà chuẩn bị sinh sản lứa đầu tiên về và con bắt về chỉ khoảng đôi 3 tháng nó sinh sản ấy thì nó vào là 800-900. Còn cái dòng mà nó đã sinh sản rồi và con bắt về cái trong vòng chỉ khoảng 15-20 ngày là nó đẻ cho mình một lứa trứng rồi thì cái dòng đấy thì nó khoảng hơn 1 triệu một đôi em. Dạ. Thì là về cái mức độ đầu tư bao nhiêu tiền hay là đầu tư bằng nào thì cái đấy nó còn phụ thuộc vào tùy từng người. Có những dạ. người có điều kiện nhiều thì đầu tư nhiều, có người có điều kiện ít đầu tư ít, nhưng mà đầu tư vào chỗ nào, đầu tư vào con giống ở độ tuổi nào thì anh mời bà con đến trực tiếp trang trại của anh dạ. để anh hướng dẫn bà con tham quan thực tế mình phù hợp với con giống nào thì bắt ở độ tuổi đấy. Dạ. Và theo em thấy là với một cái mô hình rất là giá trị, cái hiệu quả kinh tế nó mang lại rất là cao như thế này thì mình đầu tư như thế nào hay là mình đầu tư vào con giống ở lứa tuổi nào nó không quan trọng bằng cái việc là khi mà mình làm bất kể một công việc gì hay là mình đầu tư cho bất kể một cái con vật nuôi nào thì cái hiệu quả nó mang lại cho mình như thế nào nó mới là quan trọng nhất, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì anh Toàn ơi, vậy thì với cái con tắc kè này thì nó là một cái giống vật nuôi rất là mới này, thì nếu mà bà con mà người mới chưa có một chút kinh nghiệm nào về trong chăn nuôi chẳng hạn mà bà con muốn đầu tư chăn nuôi nó thì bà con cần lưu ý điều gì ạ? Đối với bà con mà đang muốn đầu tư bắt tay vào chăn nuôi con tắc kè này mà chưa biết về cái cách chăn nuôi nó thì anh cũng mời bà con đến đây, đến trực tiếp trang trại của anh sẽ hướng dẫn bà con. Cái thứ nhất là bà con đến tham quan thực tế ở trang trại thì mình sẽ được biết nhiều cái, ví dụ như về cái cách thức làm chuồng trại, cách thức về chăn nuôi và để mình làm thế nào để mà chăn nuôi nó để nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Ví dụ như trường hợp là mình có đầu tư vào thì cái phần trăm mà con cái con được với tỷ lệ nó như thế nào chẳng hạn thì anh cũng mời bà con đến đây tham quan, anh sẽ hướng dẫn chia sẻ cho bà con. Như vậy là nếu như mà bà con mình mà muốn bắt tay vào chăn nuôi cái con tắc kè này thì bà con mình cũng nên đến là trực tiếp trang trại để mình tham quan quy mô trang trại, đúng không ạ? Đúng rồi. Và trực tiếp được anh Toàn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cũng như là để anh Toàn sẽ chia sẻ thật kỹ về cái cách thức chăn nuôi cái con vật nuôi này. Vậy thì khi mà bà con bắt tay vào chăn nuôi rồi thì không biết là đầu ra của bà con ở đâu ạ? Vì là như anh cũng biết là với những cái giống vật nuôi thông thường thì hiện nay thì gần như là nó đã bị mất cân bằng thị trường. Người ta chăn nuôi với số lượng rất là nhiều, không kể là ở nông thôn thì gần như nhà nào cũng có con lợn, con gà, đúng không ạ? Thì chăn nuôi ra thì khi mà mình không xuất bán được thì cái giá cả nó rất là bấp bênh. Vậy thì như đối với con tắc kè này, một cái giống vật nuôi rất là mới như thế này thì cái đầu ra của nó có được ổn định hay không anh? Trong cái ngành chăn nuôi ấy, thì chăn nuôi con nào đi chăng nữa mình cũng phải chăn nuôi thành công rồi thì mình vẫn phải lo lắng là cái đầu ra. Ví dụ như là chăn nuôi con lợn, con gà ấy thì là mình chăn nuôi nó là cái thực phẩm phục vụ hàng ngày, thì dường như là mình chăn nuôi ra mình không bán được cho thương lái hay là thương lái người ta ép giá thì mình có khả năng là mình thịt mình mang ra ngoài chợ mình bán được. Còn đối với như bản thân anh chăn nuôi con tắc kè này hoặc là bà con mà chăn nuôi con tắc kè này thì cũng nên liên kết với anh để anh bao tiêu về cái con tắc kè này cho bà con. Cái thứ nhất, cái con này nó có giá trị hơn con lợn con gà rất là nhiều, đó là cái con tắc kè này là chủ yếu là phục vụ cho các nhà hàng và khách sạn, và ngoài cái thịt thương phẩm phục vụ cho nhà hàng khách sạn ra thì những cái con mà đạt ở cái độ tuổi mà mình làm thuốc được thì mình sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc để mình chế bên Trung Quốc người ta chế biến làm các loại thuốc, ví dụ như là thuốc đông y để chữa về cái bệnh xương khớp này hay là bệnh yếu sinh lý của nam giới này, thậm chí là như cái bệnh vẩy nến của con người mình ấy, cái con tắc kè này chữa trị rất là tốt. Nên là rất nhiều người tìm kiếm đến, nên là ai bà con nào mà chăn nuôi thì cứ nên liên kết với trang trại anh. Trang trại anh hiện tại đang bao tiêu đến giờ là nó đã vào 10 năm nay rồi em ạ. Dạ. Như vậy là nếu như mà bà con chăn nuôi với số lượng nhiều thì gần như là bà con mình có thể chủ động được cái đầu ra, vì cái thị trường của con tắc kè này nó là một thị trường rất là tiềm năng. Nhưng mà nếu bà con mà chăn nuôi số lượng nhỏ lẻ như anh Toàn vừa chia sẻ, có thể là lên đến 1-2 nghìn con đúng không ạ? Thì hay là vài trăm con, vài chục con thì gần như là bà con mình nên liên kết trực tiếp với trang trại anh Toàn để có thể có cái đầu ra được ổn định nhất. Em cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Toàn trong chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Nếu như bà con nào muốn tìm hiểu chăn nuôi con tắc kè này thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh Toàn theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia ạ.